Này bạn ơi, mời bạn hãy đến đây chơi, kể tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ này nhé. Câu chuyện về một gia đình với người cha già đáng kính cùng những đứa con chiến binh mang chất nghệ sĩ trong mình. Tiến lên pháo thủ! Mình rất mong chờ trận đại chiến giữa Arsenal và MU và mình tin rằng Arsenal sẽ giành chiến thắng. Hẹn gặp lại các bạn trong trận đấu giữa Arsenal và MU diễn ra vào ngày 4 tháng 10 sắp tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến lên pháo thủ! Hay đến với trận đấu Arsenal gặp MU ngày 4 tháng 10 năm 2015 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Arsenal chiến thắng! Xin chào các bạn, mình là G-Man. Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với những gì mình bình luận bên game AOE. Nhưng ngày hôm nay thì mình muốn hướng các bạn tới một buổi offline giữa Arsenal và Manchester United tại hội trường C2 Đại học Bách Khoa Hà Nội vào ngày 4 tháng 10. Hy vọng rằng các bạn sẽ đến và ủng hộ cho mình cũng như là cả hai câu lạc bộ. Mình là một fan của Arsenal và hy vọng rằng... Xin chào các bạn. Với sự nghiệp âm nhạc của tôi đã hơn 20 năm qua thì tôi đã bắt đầu từ phong trào của học sinh sinh viên. Và ngay tại chính hội trường C2 của Đại học Bách Khoa, Ban Đại Bức Tường cũng đã lần đầu tiên lên sóng truyền hình Việt Nam. Và đây là một cơ hội khi tôi trở lại đây, được cơ hội được trở lại với các bạn trong một chương trình đặc biệt giữa âm nhạc và thể thao. Và hy vọng rằng với âm nhạc và thể thao, đặc biệt với trận đấu giữa Arsenal và MU, chúng ta sẽ được sống trong một không khí rất là cuồng nhiệt. Chúng ta sẽ trở lại và chúng ta sẽ hòa mình là một. Xin chúc cho các bạn có một buổi tối vui vẻ. Trên cương vị là chủ tịch của đội bóng Arsenal chính thức tại Việt Nam, tôi đang rất mong chờ được có mặt tại hội trường C2 Đại học Bách Khoa vào ngày 4 tháng 10 tới đây để tham dự một chương trình offline có đầy đủ các hội cổ động viên Arsenal và MU tại Việt Nam để cùng chứng kiến, cùng theo dõi trận đấu giữa hai câu lạc bộ, và đồng thời cũng rất mong chờ được xem màn trình diễn rock đầy máu lửa của anh Trần Lập. Và các bạn cổ động viên Arsenal, các bạn hãy đến đây cùng tham gia cổ vũ và chúc cho pháo thủ chiến thắng. Pháo thủ tiến lên! Có một ý nhỏ tôi muốn nhắn nhủ đến thành viên của câu lạc bộ, những người hâm mộ của Arsenal và MU trong trận đấu hôm nay. Mặc dù chúng ta là có những sự hâm mộ khác nhau giữa hai câu lạc bộ, nhưng mà tôi rất là muốn các bạn đã đến đây với một bầu không khí lấy âm nhạc, lấy thể thao làm tinh thần đẹp nhất để chúng ta chơi. Hy vọng rằng sự cuồng nhiệt, sự cổ vũ của chúng ta cũng sẽ trên tinh thần fair play và hướng đến một đêm thực sự thú vị. Hãy đến với buổi offline Arsenal MU tại hội trường C2 Đại học Bách Khoa vào ngày 4 tháng 10. Tiến lên pháo thủ!